Hello, xin chào tất cả các con. Cô là Hương Elena, cô là phiên dịch viên và giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ American School và Trung tâm tiếng Anh ITC. Các con có yêu thích tiếng Anh không nào? Tiếng Anh sẽ giúp các con rất nhiều thứ nhé. English is so wonderful. Các con sẽ tự tin giao tiếp với người Anh, người Mỹ này. Các con sẽ có thêm nhiều bạn bè từ các nước Anh, Mỹ và các nước khác trên thế giới. Và các con sẽ đọc được nhiều câu chuyện, nhiều sách bằng tiếng Anh rất là hay. Đặc biệt là bố mẹ sẽ rất tự hào về các con đấy. Bố mẹ ơi, nếu như bố mẹ nào mà chưa giỏi tiếng Anh, chưa phát âm chuẩn tiếng Anh và không có thời gian để dạy các con thì đây chính là khóa học phù hợp cho bố mẹ để đăng ký cho các con học đấy. Thứ nhất là vì chi phí rất là thấp và tiết kiệm, các con sẽ dùng trọn đời và các con sẽ được học các hình ảnh, các câu chuyện rất là sinh động, thú vị. Đây sẽ là một bước đầu tiên để giúp các con tiếp cận với tiếng Anh, tiếp cận với ngôn ngữ khác một cách tự nhiên và đặc biệt là các con sẽ yêu thích tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ. Sau khóa học này, các con sẽ quen dần với tiếng Anh giọng Mỹ và phát âm tiếng Anh giọng Mỹ một cách nhanh chóng qua những tình huống giao tiếp hàng ngày, những câu chuyện tiếng Anh và những bài hát tiếng Anh vô cùng sinh động, phong phú. Các con sẽ biết kính trên nhường dưới, ngoan ngoãn vâng lời hơn và kiến thức về thế giới xung quanh của các con sẽ vô cùng phong phú và chắc chắn là bố mẹ sẽ rất tự hào về các con đấy. Bố mẹ hãy ươm mầm tài năng, nhanh tay đăng ký khóa học này nhé!